Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái cuốn sách của thầy Trần Cẩm chữa bệnh về mắt, bao gồm hai tập, tập 1 và tập 2. Cuốn này nó rất là hay và thưa các bạn, là cuốn này là cuốn chủ chốt mà thầy Nguyễn Đăng Kỳ ở Thái Bình, một người nổi tiếng về chữa hàng ngàn ca bệnh về mắt, sử dụng chủ yếu là các phác đồ của thầy Trần Cẩm. Đó. Thầy Trần Cẩm là một nhà giáo, thầy ở Hà Nội. Những cái năm mà mình biết đến diện trần ấy, mình đã định tìm đến ba b Đặng Thái Thân để học hỏi thầy, nhưng mà thầy đã qua đời nên là mình không tìm gặp được thầy. Rất là tiếc, một người thầy rất là tài hoa mà mình chưa có dịp được gặp mặt thầy. Mình rất là tiếc về điều này. Trong cái cuốn sách về mắt này ấy, thầy trình bày rất là nhiều phác đồ, ví dụ cận thị này, chảy nước mắt sống, đau nhức mắt, hột, vân vân. Tổng hợp được khoảng 30 cái loại bệnh về mắt. Đó. Đây mình sẽ mở lần lượt để các bạn cùng xem. Ví dụ cận thị này, nó rất hay là gì? Thầy có đánh số huyệt và vị trí của các huyệt ở đây, mình cứ thế mình làm thôi. Và mình lại nhắc lại là các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu mà mình chưa được học trực tiếp tại lớp ấy, thì mình cứ bấm theo các huyệt này vẫn có tác dụng. Nếu mà không xác định được chính xác các huyệt thì mình tác động mà lân cận cũng được, và nó không hề gây hại gì. Được thì được, không được thì giống như massage thôi. Các bạn hoàn toàn yên tâm như vậy. Rồi chảy nước mắt sống này, rồi đau nhức mắt, vân vân, rồi hoa mắt, rồi mắt sưng đỏ, rồi mắt mờ dần, vân vân. Có rất nhiều phác đồ đây. Mắt không di động được. Đó. Rồi nhìn mờ, rồi sưng đỏ, nhãn cầu, vân vân, rất là nhiều các bạn. Thì các bạn có thể xem ở cái phần mục lục này, Đấy, xem phần mục lục này, thầy trình bày rất là nhiều cái bệnh liên quan đến mắt, hầu hết là các bệnh liên quan đến mắt ở đây. Đấy, đây là tập 1, sau đó thầy có thiết kế cái tập 2. Tập 2 thì bổ sung cho tập 1, thầy cung cấp thêm nhiều các phác đồ nữa, về thầy bổ sung thêm phác đồ chữa cận, rồi các bệnh về co quắp mi, rồi vân vân, bổ sung thêm những cái bệnh mà ở tập 1 còn thiếu. Liệt dây thần kinh mắt, mắt nháy liên tục, rồi mộng thịt, rồi viêm kết mạc, viêm giác mạc, rồi võng mạc, viễn thị, vân vân. Đó. Thầy có trình bày ở đây. Đó, cái cuốn thứ hai này thì cái phác đồ chữa cận thị nó nhiều hơn, nhiều huyệt hơn, có tận đến 2 phác đồ, 3 phác đồ, co quắp mi, rồi bong giác mạc, đau trong hốc mắt, ổ mắt, đau tròng mắt và đau thần kinh trên hốc mắt, đục thủy tinh thể, lẹo, rồi lẹo và chắp mi mắt, vân vân. Có rất nhiều cái bộ huyệt liên quan đến mắt ở đây mà thầy có đánh số, rồi thầy có đánh vị trí cụ thể. Hai cuốn của thầy Trần Cẩm thực sự là rất là khâm phục thầy, một người thầy rất là tài hoa và thiết kế ra những cái bộ huyệt mà thời kỳ mà mình nghĩ là mãi sau này mọi người vẫn là sử dụng theo cái cuốn đặng sách này. Và đương nhiên rồi, để thầy thiết kế được hai cái bộ huyệt này trên nền tảng vẫn là các kiến thức mà thầy Châu, tác giả của phương pháp diện trần, ban tặng cho, đúng không nào? Rồi một lần nữa là xin được tri ân thầy Trần Cẩm và cảm ơn các bạn.